bạn, hôm nay có bầu trời Cali tới nhà tám chơi. Tao đây nè. Bầu trời Cali tới à, bầu trời Cali tới thăm tám. Ê quên lộn, thăm hôm qua. Chào các bạn đi kìa. Chào các bạn. Mới tới đậu xe á. Sẽ quay bầu trời Cali ghé nhà coi như nào. Tắt nhạc anh ơi. Rồi. YouTuber hot hot nhất hiện nay. Hồi nãy giờ tự nhiên không chịu rum cho nó xa để gần xịt cái máy quay á. Trời ông mua cái gì? Một bịch bự kìa anh. Trời giống xã hội đen sợ luôn coi à. Xã hội đen, bố xa. Chùm bố xa tới hả? Trời mua cái gì quá trời vậy? Chào anh chị nha, em chạy lộn cái khu ở trên. Hay lộn. Chạy vòng 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 vòng. Cái này là phở, anh Quang ăn trời phở gà ơi, hả? Rồi, 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 rồi. Ok, ok, khoan để đây nha, để đây nha. Xin để chào đem mọi người vô nha. Đây, đó. Chùm bố xa. Chùm bố xa tới nhà rồi. Ô, chùm liên quan nó ghê. Máy móc hả? Chị dạ con chào bác. Dạ chào con. Dạ. Bác chị đi qua chị chọn hay chùm. Để em đứng. Dạ khỏe, anh Quang khỏe hả? Ừ cũng được. Để em chút xíu. Uống chưa được thôi chứ. Ngồi lần kia. Uống chưa được thôi. Uống chưa được thôi phải không? Chứ là chủ nhật thì chắc uống được hả? Chiều chủ nhật á. Sinh nhật anh ở nhà trưa nghe 6 giờ. Ồ, chiều chủ nhật hả? Rồi. Ok. Đó giờ nha. Ok anh Quang. Ngọc Sương á. Rồi. Ngọc okay. Sương nghe sát rồi đó. Dạ. Dạ Ngọc Sương á. Chủ nhật này anh Quang. Ồ. Chiều nhật. Lết mồm không được. Sao vậy? Có hẹn thứ hả? Thứ 7 là em bay xuống San Jose để đám cưới. Ồ, đám cưới hả? San Jose đám cưới nhưng mà có thể là em về ngày chủ nhật nhưng mà không biết về kịp hay không nhưng mà em bay về. Không biết là thì bây nếu giờ kịp thì ghé 6 dạ. giờ em nghĩ chắc kịp cũng ở đây bay gần mà dạ bay gần em nghĩ chắc kịp tại vì bút vé máy bay là hình như là 1-2 giờ chiều bay đó rồi dễ kịp kịp rồi dạ kịp ok bao lâu rồi mới gặp nhau mới gặp bữa thứ sáu rồi bữa thứ sáu trong trầm chiên ủa vậy hả không bây giờ nếu mà tính vào thứ sáu không gặp là bao lâu rồi ta lâu rồi nửa năm thì bữa em thăm anh trong kia đúng rồi trong rehab á là cũng thăm á mà để coi tự nhiên bữa gặp ở trầm chiên hả em mới chích ngừa xong chích một mũi một duy nhất Johnson có bị giật không không bị gì luôn hả không bị cái gì luôn không bị đau cái nhất nhớ ê cái tay nhức cái tay chút xíu vậy nhưng mà nó không có hành hay ha anh Quang giờ đâu có uống được anh Quang hay uống chích ít ít uống ok đúng uống bia thôi đừng uống rượu nha uống rượu đúng rồi rượu tốt rồi phải đường đúng rồi bia được dạ. Bia thì nói chung là rượu thì tốt hơn dạ. Bia có đường nhiều hơn bia được nhiều hơn rượu hơn dạ. Rượu mà whisky á nó không có đường mà đường lắm cô nhắc đường nhiều lắm đúng rồi chính xác mai em qua rước được bó bối qua thăm em nữa qua chơi với em chứ rồi, chứ từ lúc nó lockdown lên thêm lần nữa là tới giờ không thăm nó được luôn à đúng rồi dạ dịch đó em cũng ngại cho nó tội nghiệp đó đâu dám qua thăm nó đâu mà giờ mình chích xong với mình cũng ít đi đâu lại mai rước nó qua nhà dạ rước qua nhà chơi nó cũng nhớ tội nghiệp nhớ chưa dạ. Anh Quang giờ thấy sao anh sức khỏe sao cũng ổn chỉ còn cái thông mạch máu rồi. Chưa làm cái đó hả? Đầu tháng 4 là bữa giờ dịch đó, đâu có giường đâu làm. Dạ. Thông mạch máu ngay ở đâu anh? Đây nè, đây nè. Ồ, nó bị stop ngay đó hả? Ờ, tắt ở đây. Dạ. Rồi nó làm bị anh làm ảnh hưởng gì tới sức khỏe của anh? Nó bị này bị ảnh hưởng gì? Thì là nó sợ bị nghẹt thôi. À, sợ nó nghẽn luôn đúng không? Dạ, sợ nghẽn luôn. Tại mình cũng có rồi, mình bị là stop nhẹ đó. Dạ. Nói chung là chắc bên đây nhưng giờ nó bên đây cũng hơi nghẹt thấp luôn đấy. Dạ. Cho nó khỏe đúng rồi. Ngày mai em chở nó qua nhà em chơi nè. Mai nấu cho nó nấu uống riêu. Thân nghiệp. Ủa bữa trạm chim có ông Lâm không? À, anh Lâm đi làm anh Quang. À, giờ em kêu anh bữa nay nhưng mà anh sắp sửa đi làm anh Quang cũng kịp anh đi làm buổi trưa. À. Chưa tới tối. Lâm mới nhớ tự nhiên tối qua nằm mơ thấy Tuấn đi với ông Long tới nhà thăm anh thì em nói ủa sao Long ở đây không đi làm ta đó thì bởi vậy em ấm ảnh đến mức độ
lộn là mơ luôn ai nhờ. Em nhắn anh Long để anh Long đi làm à. Giờ đúng từ rồi, 1 giờ chuẩn bị giờ đi làm. Này là ảnh đi làm. Thì ngày thứ bảy nhật ảnh mới rảnh. Không, giờ có người yêu rồi, thứ bảy bận luôn. Có người yêu luôn rồi. Người yêu rồi. Lâu chưa? Được cái khoảng 2 tháng có. Người yêu rồi. Qua tự nhiên anh nằm mơ gặp thành viên chí tài. Đi lấy 5 triệu euro chứ không phải 5 triệu đô nha. 5 triệu tiền euro đó. Ờ, bỏ trong thùng á, lấy 5 triệu euro rồi hai anh em lên xe, xe hơi chở đi. Không biết đi đâu. Anh với anh chí tài à? Đó. Anh với anh với Tài thôi hả? Hai người thôi. Lấy tiền đâu biết ai chưa ai cho chứ số gì mà. Trời ơi. Bữa nay trăm ngày ổng nè. Ồ đúng rồi. Ồ. Trăm ngày rồi hả? Mẹ dữ gì? Mẹ em. Lẹ thì nói với người chết. Giờ qua lại dỗ vợ. Chị Thái Thanh bữa nay dỗ đầu luôn nè. Ồ dạ, dỗ đầu luôn. Dỗ đầu rồi. Ồ Thái Thanh dạ. Dỗ đầu rồi. Năm rồi còn ngồi đây coi đám tang của chị dỗ đầu rồi. Lẹ quá. Chị ngồi đó đâu thấy chị đâu. Trời không sao, nghe tiếng rồi hỏi cái hình. Cái quán Rectangle như dẹp luôn hả chị? Bữa xem. Ừ. Sao bữa ngày thứ 7 có đóng cửa đâu? Tháng 4 này mới bắt đầu mở cửa lại. Trời. Mở cửa lại không kịp với sinh nhật của anh nè. Dạ. Tháng 4 mới mở cửa lại. Dạ. Yeah. Mà bây giờ rốt cuộc là ở... Ráng đi xe nô xe về sớm đi. Dạ dạ dạ. Sinh nhật anh Quang lên hát chơi có văn nhạc, có văn nhạc cái tân ọt á, đánh hay hay á. Ừ, trời lâu quá không hát với... Không có bền á. Có ly hết trơn à. Bữa đó lên hát đã luôn, tại vì có mình có mấy người ở trong nhà thôi là không có nhiều. Xe nô xe thứ 7 là banh sát rồi nè. Chủ nhật về nè, không biết có còn sức khác không. À, đúng rồi. Về chắc phải về không kịp. Đuối lắm. 6 tiếng mới tới. Đâu đâu đâu, bay gì? Bay. Ủa bay hả? Bay có 1 tiếng. Ủa bay hả? Trời ơi, tụi lái xe vẫn bay dễ. Bay. Kịp bay. Rồi. Bay thì kịp rồi. Bay kịp về. Bay về dư sức. Cũng kịp. Bay dư sức. Vé máy bay rẻ lắm đúng không? 140 khứ hồi đi về. Cũng được quá ha. Để có nhiều người mua mấy chục. Mua sớm nữa có mấy chục. Sớm mấy chục mà. Mà bay nó khỏe không chị ơi? Bộ lái xe 6 tiếng đồng hồ, đi về 12 tiếng. Lái xe. Mất thời gian. Thì đi mình hả? Tính đi. Đi với một người bạn. Hai anh em đi chung. Ủa bay khỏe mà, về nghỉ chút xíu cho tối đi đi quậy tí. Quan trọng là phải giữ sức khỏe. Mới hát nổi chứ thôi. Chị Thơ hát mấy bài cao cao luôn. Hát muốn chết luôn. Thôi xuống tông. Hát chơi cho vui, tại sinh nhật ông Quang là cũng trong nhà mà, không có ai á. Không có mời khách đông. Dạ. Khoảng hai mấy người à. Những người hay gặp á, thường thường gặp thôi. Quen á. Ừ. Chứ lâu quá không gặp cũng đâu dám mời. Anh cái chân em có cái một người chắc cái chân em đi dữ lắm nào. Đó, em đưa đi nhiều à. Đúng không? Chân có cái một người nào đó giờ không biết đâu, giờ mới thấy nè. Vô ăn cơm để em đo đường cho anh cái đã. Hôm qua thăm thấy anh Quang cũng khỏe mạnh lại, cũng rớt các bạn. Cũng ok. Hồng hào. Trời ơi, nuôi thấy bà nội. Ủa, có 137 à. Trời, cái máy gì hiện đại vậy? Tao chị tao quốc anh thử coi. Đâu có được. Ủa dạ. Phải có cái cục sensor. Có gắn như con chip. À, con chip trong đó. Bây giờ đo, sợ thử nó kêu tét. 137. À, có một chip trong là, đó hay cái quá. Cái này là muốn đo cái này là tại vì phải tốn tiền á. Cứ 2 tuần là 60 đồng, 2 tuần là 60 đồng. Là tiền đó tiền gì? Cái tiền mà mua cái con chip này nè. Yeah. 2 tuần là 60. Một hộp này hả? Một cái hộp là một cái cục đó là 60 đồng. À. Là 2 tuần là phải thay một cái, 2 tuần là thay một cái nữa hơi mắc tiền. Luôn đi chứ thấy nói mà thấy thấy tiếng không thấy hình. Đó, thấy tiếng một cái hình. Khỏe anh Trọng. Đi làm nè. Anh Long đi làm. Có người yêu vui rồi. Chủ nhật để em hú ảnh quà bên anh luôn. Quà rỡ quá trời. Chủ nhật em hú. Có người yêu là vui rồi. Không chừng chủ nhật ổng đi mất đi với người yêu lấy đâu qua mình. Không, thứ bảy đi. Thứ bảy đi chủ nhật. Chủ nhật là dành cho em. Đó, thứ bảy là dành cho người yêu. Người yêu à, có giờ. Sếp lịch. Người yêu cũng chơi sếp lịch luôn mới ghê. Ủa, người yêu anh Long ở đâu vậy? Cũng ở gần đây. Có chia sẻ chưa? Có gần đây chưa. Vậy hả? Gần đây hả? Không dám xuất hiện. Sợ giang hồ vậy nghi. Nhưng mà anh Long ảnh mới
mới quen như là cũng 2 tháng nay hả? Dạ 2 tháng chị. Có nghe tin tức gì vui vẻ hạnh phúc cũng lâu lâu rồi cũng lục đột. Tám dễ sợ. Nhưng mà đã hạnh phúc, đã hạnh phúc. Rồi hạnh phúc rồi kệ lục đột cho nó vui. Đây. Của anh đây. Rồi coi cái này hấp dẫn không? Đó, ngon lành. Ủa ớt của anh Tuấn đâu ta? Đứng này. Trời ơi, xin mời anh chị. Làm dấu. Anh cứ ăn mà, anh cứ ăn mà. Trời ơi, ông Tuấn ăn với cha làm dấu. Dạ, bây giờ là bắt đầu tập luôn. Đúng rồi, phải tạ ơn Chúa cho tạ ơn Chúa cho mình ăn bữa ăn chứ. Vị ướt á. Mời cả nhà cũng dùng nha, với mình và anh Lê Quang và chị Cam Thơ nha. Ok, mời cả nhà nhé. Mời mời. Cho miếng ánh sáng lên cho nó sáng sủa coi. Đó. Ăn phải cho ánh sáng khói lửa lên. Có như là từ là em về Việt Nam tới giờ luôn chị. Rồi có về nữa hả? Trời ơi, dính chết. Hết đây rồi. Hôm qua có về nữa không? Có tính gì để hết cách ly mới về. Dạ. Còn công việc hôm đó hôm qua. Còn kìa. Dạ. Hiển nó kêu ai cầm bình Hiển có ai cũng về hết rồi sao ông giống vậy thành đảo rồi về đó trời ơi dạ. Cách ly 2 tuần chân cẳng luôn vậy đâu có gì đâu 2 tuần ở trong thành phố gì anh em tới phụ ai phụ đã cách ly rồi cho tới phụ đồ ăn đồ uống đồ gửi tới ăn bình thường qua ăn mê phở hoa xoan dạ ồ vậy hả em chưa ăn lần nào một tuần là ăn một lần ở phở hoa xoan á bữa nào dắt Tuấn tới ăn dạ tuần là ăn lần ở đó ổng khoái ăn phở gà ở đó ăn không có bị lên đường ồ vậy sao còn mấy cái phở khác thì không biết không biết thôi nhưng mà chưa không có thử thì thấy ở đây không lên đường thì cứ việc ăn ở đó thôi trước khi em mua em có gọi chị mà chị không bắt máy cho nên là em chạy qua đó em lấy có phụ bà vợ đó ồ đúng rồi chắc lúc đó lái xe 3 năm 3 đúng không mà bố bà chơi ngày luôn hả nó chơi với em tới lúc mẹ đi làm về đó rồi nó ngoan ghê nha nó ngoan lắm chị nói nó biết nghe nó ngoan ghê má vậy nó hay ghê á nó dạ. Mấy bữa ăn cũng có qua đây nè đem ổi qua em có thấy clip có thấy trong clip ổi quá giờ ở nhà mà không tới hái được nằm luôn à cái ào lẹ tay xuống anh quên ngon ha ngày mà Tuấn qua Boston là có phải hơn năm không hơn năm rồi hả rồi lúc mà mới mua xe đi dây năm rưỡi rồi hả ông nội ơi mẹ ghét sợ bên đó buồn quá buồn nhưng mà sống đây quen hả chị thì đó từ đầu nói trời ơi ba nó làm sao chịu nổi mà ở bên đó hết bao lâu rồi năm không ở đó năm luôn gần như là đi lúc đó tháng 11 đúng rồi lúc mua qua đây tháng 10 gần năm dễ sợ luôn ở vậy mà ở có một chút gì mà cỡ gần cả năm luôn á dễ sợ không? Năm rưỡi rồi tới mà đến luôn rồi tôi quyết định về lại đây là có khó khăn không không lúc mà quyết định mà về lại đây là không có gì khó khăn không tôi quyết định là em quyết định một cái rồi là trong vòng tuần là em đi tại vì cũng suy nghĩ nhiều chị vì thấy giờ đây là một cái quyết định đúng nhất hả nhưng mà từ quyết định mà từ Cali mà về Boston là có khó khăn không khó khăn hơn là suy nghĩ từ Cali về Boston không cũng vậy hả dạ. Mà cái mua xe mới quải không dạ. Mua xe đó giờ nó cái quải nhất là giờ ba cái giấy tờ nó lộn tùng phèo nữa rồi nó cái thuế năm nay nữa thuế năm nay thì cũng phải thay bên kia hả trời đúng rồi còn giờ năm 21 này nè thì mình mới thay bên này lại chuyển bên này
rồi bảo hiểm sức khỏe nó lộn xộn phải không? Phải vì chắc là mới đầu tính là qua bên Boston ở luôn cho nên mới chuyển cái tờ qua. Đáng lẽ thì ta phải sống thử. Người ta phải sống thử thời gian rồi ta mới chuyển cái tờ qua, cái tờ lộn xộn. Driver license đổi nè. Bây giờ triển khai hộ chiếu vaccine rồi nè. Wow, vậy hả? Thì nãy về Việt Nam không? Về chứ. Về đi. Về chứ. Về mình lấy, lấy số đi. Đi. Hả? Đi. Ủa hôm qua nè, về nè, ngoại về nè, tám về nè, đồng bọn cũng về chung. Tháng mấy về chị? Làm live show, chắc hè hè á. Live show của chị hả? Ừ. Ồ, trong đó đâu tính làm đâu? Chưa biết, chủ thì nào? Mình, tới đó mình tính. Dạ. Thì nếu mà bầu trời Cali về á, thì nói live show bầu trời Cali và bà Tám. Chú, trời lớn vậy. Ừ, đúng không? Chuẩn bị bài hát, hát một mình đơn ca nữa nha. Đúng rồi. Chuẩn bị bài đi, xong về mình quất. Thì giống như là chị hát xong cái em ra em xong ca với chị, xong cái chị đi vô thay đồ rồi em đứng xong rồi đơn ca một mình. Ừ. Đó, xong em đi vô, đó rồi chị ra tiếp. Ừ, thì đó, đó hai là vậy hả? Dạ vậy đó. Trời, thôi em hát bài hai bài thôi chứ. Đúng đó. Đã lại show bầu trời Cali với bà Tám là phải hát luôn. Trời ơi. Hát đều nghèo. Ghê vậy? Ừ, chơi vậy đó. Sắm tám bộ đồ vô cho tôi. Là bà Tám vô hát là bầu trời Cali thay đồ. Bầu trời Cali hát là bà Tám thay đồ. À, người cứ thay qua thay lại. Ờ, cứ thay qua thay lại gì đó. Chết luôn, thôi chị bỏ đi, em không dám. Không, không bỏ qua hả? Không dám chơi lớn. Có gì đâu, đâu khó. Dễ ẹt hả? À. Dễ lắm, trời ơi, mình có giọng hát sẵn rồi, đâu sao đâu, mình hát thoải mái. Mà lúc đó fan rất là đông, người ta ủng hộ mình. Cứ hát bài tủ rồi nó. Ờ, hát bài tủ thôi. Không có bài nào tủ. Thấy hát nghệ cũng thấy mừng. Ừ. Vì đó là em nè, đi về nó xa nè. Khi. Ờ, khi nè, nhường cho bà nó lại quan cho bầu trời Ly hát luôn á. Ừ, tám hát nhạc qua. Bị khúc chờ nhau hả? Ừ, đó mình song ca bị khúc chờ nhau bị nữa. Trời ơi, song ca nhiều bài hay lắm à. Chuẩn bị đi rồi hát. Nào hát cái này phải thuộc lời à nha, không có karaoke đâu dầm lời. Chị lên cái khớp quên hết nguyên bài luôn. Quên hết luôn, không nhớ vô khúc nào. Có bà Tám mà lo gì? Bà Tám còn quên hơn. Không nghe đâu, fan đồng bọn mình vui lắm. Ở dưới nhắc không? Ở dưới nhắc luôn. Ờ, đứng trên sân khấu hát cái đứng đồng bọn nhắc. Ờ, cái hát tiếp. Vui à. Vui lắm. Ở Việt Nam live show vui lắm. Chị ca sĩ chị quen đứng sân khấu rồi, quen dở rồi, em ca lẻ lên thì khớp lắm. Không có không? Mình fan của mình toàn là fan như là fan á. Quen không chứ đồng bọn mà, không có sao hết. Dạ. Người ta biết show người ta đi ủng hộ mình là cái đó là show của mình, là người ta biết mình, người ta mới đi coi. Dạ. Còn mình đâu có làm mấy cái chỗ mà giống như là khách bán like đâu, mình sợ. Dạ. Mình hiểu bán mà. Dù gì mình bán vé, mình làm là fan mình không à. Chứ là người nhà đó. Ừ. Thôi, no quá. Quá trời no. Trời ơi, ăn bữa nhỏ mình lên vậy anh? Do chén nó nhỏ. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn anh á. Rồi dọn dẹp rồi nói chuyện phỏng vấn này kia đi. Dạ. Bầu trời Cali lâu quá không gặp Lê Quang là phỏng vấn Lê Quang đi chứ. Ừ. Phỏng vấn này kia giống như host chương trình TV này kia vậy đó. Tập cho quen là bữa nào làm host. Ừ, qua tới thằng ổi ha, rồi anh. Trời ổng mê. Nó mới lên được. Ngày nào cũng phải có ăn đó. Lên được. Chị ăn mấy trái cây khác thì giờ nó lên. Vẫn còn trẻ mà, đâu còn xong rồi phải không? Dạ, còn trẻ mà đâu sợ bị tiểu đường đúng không? Đâu sợ gì đâu. Trời. Nhưng mà lớn tuổi là phải còn thấy lại nha. Còn lại. Chứ không thôi là tiểu đường là khỏi được ăn gì luôn đó. Ghê ha. Ừ. Giờ anh Quang đâu đi đâu đó, ở nhà. Ở nhà thôi, dẫn đi vô đâu. Ổng cũng đi đó, ổng đi shopping. Ổng mua cái áo 4. Sale 50% còn 2. Trời ơi, cái đâu rẻ vậy? Ổng đi shopping vậy đó. Thiệt mấy cái áo nó mặc bỏ nó cũng mau. Nó mau mà mấy áo hiệu mua nó mắc tiền dùng cũng ổn. Áo mấy chục luôn.
Dạ em cũng chuẩn bị đi shopping nè, áo cũ hết trơn. Đi đây, shopping đi. Dạ, mua ba linh tinh quần áo. Nước cũ qua nè, uống thuốc cho anh. Dạ. Sướng lắm á. Hôm qua có người nói ổng sướng nhất trên đời đó. Trời ơi, vị thuốc. Anh là uống thuốc ít đó anh nhớ không? Ừ. Anh Tiên anh uống thuốc nhiều hơn anh nữa đó. Việt Nam đình rồi. Cái gì? Sâu xiết rồi. Đâu cấm hết cấm rồi không anh? Hết rồi. Ủa, vậy hết hả? Hết rồi. Vậy sao Mỹ Tâm làm lại không? Tháng tư. Rồi tháng tư hả? Ừ, tháng tư. Chuồng tầm bị bự quá. Quá sân vận động mà phải cẩn thận là đúng rồi. Chỉ mẹ trong đám nó cũng có một đứa hai đứa trong đó là chết rồi, đúng rồi, rồi. Sắp thủ liền á. Ừ. Ghê quá. Bên Mỹ chưa chưa cho không chị, chị Thơ? Chưa. Tháng tư có. Chắc tháng tư á. Tháng tư cho nhưng mà cũng 25% rồi. Sân động rồi, khai nhạc cũng 25%. Ồ, vậy đâu có được bao nhiêu khách đâu. Ừ. Giống như chương trình với Nga chẳng hạn đi, là 25% mà chạy như là cũng đâu có nhiêu khách ngồi tự thưa đó gì. Ừ. Chắc vậy quá. 50 thì ok. 50 là cứ một người ngồi là người ngồi ghế bỏ trống. Đúng rồi, 50% thì còn cái quay hình nữa. Ừ. Cái 25 là kiểu gì nổi. Ừ. Gắn lắm. Rồi xong. 8 tiếp. Mình nhấn gì vậy? Có ra đem được ca khúc nào mới chưa anh ba? Chưa. Bé mang bữa bài chị Thơ bữa thôi gì. Mấy bài nó hay. Ông nói ông sáng tác là phải im lặng. Nhà phải im lặng ông mới sáng tác. Ờ. Thì chắc cả đời này ông cũng không bao giờ sáng tác được. Ở nhà không bao giờ im lặng. Đó, nghĩ làm sao? Sáng tác luôn, anh sáng tác là khi anh say hay là khi anh tỉnh? Tỉnh nhá. Ồ, thường là tỉnh lúc mới ghi bài được chứ. Em không, em tưởng là những lúc anh say nó có feel lên mà. Say là mình nuôi cái cảm xúc thôi. À. Mình nhớ những cái câu chuyện đó lại. Ok. Còn dưới mà tỉnh nhá. Dạ. Yeah. Say là tỉnh. À, mà sáng tác cũng có giờ chứ, phải giờ nào với. Tùy theo cái lúc đó cái cảm xúc nó. Ừ, có giờ lắm. Có người ban đêm mới viết được, có người ban ngày mới viết được. Tùy mỗi người ha. Ta cảm thấy cái giờ đó, ta viết được nó thuận tiện. Phải lầu nghĩ gì ra viết được liền. Chứ có giờ à, chứ không phải lúc nào cũng được như vậy đâu. Hồi đó anh sáng tác ở Việt Nam là giờ nào? Hồi xưa anh viết ban đêm. Yeah. Nào viết buổi chiều. Chiều ai nhậu cho anh? Chiều. Những ngày không nhậu. Ủa em thấy đâu có ngày nào anh cũng nhậu. Sau này đó. Sau này mới nhậu buổi chiều hả? Tối chứ. 4 giờ đó hay chứ. Hồi đó anh nhớ anh viết cái bài theo bóng đồng hồ buổi tối khuya á. Khuya đó đi, hồi đó còn đi làm đêm. Còn làm đông bụng. Không mà đi làm về viết. Viết. Có khi nào anh nằm mơ anh thấy một cái dây điệu trong đầu anh không? Ừ. Em mơ thấy anh không? Ừ. Mà em không biết hết ra. Mình quên em cũng vậy. Dạ. Dạ. Yeah. Dây điệu thấy hay lắm nha. Đó. Sáng ngủ dậy nó quên. Ủa tự nhiên nằm mơ thấy hát một cái bài mà với dây điệu nó hay ơi là hay mà lạ quắc luôn. Đúng lạ quắc luôn. Luôn, không giống gì hết mà hay lắm. Mà ngủ dậy á hả, trời mình muốn viết mình đâu biết viết. Mình đâu biết viết ra đâu. Rồi xong quên luôn. Em thì quên cái giai điệu. Đáng nhớ thôi. Không nhớ nổi xong. Cái muốn viết rồi hay quá sao có bài hay dữ vậy đâu vậy. Giống như ông nổi tiếng thế giới ông gì. Ông Bích Tinh hả? Ông gì đó mà ổng mà mơ ổng thấy cái bài hát gì đó mà cái ổng ngồi dậy ổng viết luôn mà nổi tiếng thế giới luôn. Trời ơi. Ừ. Ông tên gì quên rồi.
cái xong nó nhớ lại, trời phải chứ mình nhớ mình viết ra mình nổi tiếng thế giới, nổi tiếng thế giới. Dễ quá. Không chịu ngồi viết ra, viết ra là bây giờ nổi tiếng thế giới rồi. Dở quá. Không, ý bữa nào mà mình mơ xong á, cái mình dậy, cái mình lấy điện thoại ra, mình thâu, hát, thâu, mình thâu lại, lại mình thâu cái giai điệu lại. Mình nhờ một nhạc sĩ nào nhạc sĩ viết ra, nghe viết cái nốt ra cho viết mình. Trời ơi tức quá, phải thôi giờ ráng giá cho mình mơ tiếp đi. Xong mình ngồi lên mình hát. Dạ thì anh Quang viết cho kìa. Thì đó, xong rồi mình nổi tiếng thế giới luôn. Không phỏng vấn anh Quang là tôi ngồi tôi phỏng vấn đó nha. Phỏng vấn em đi. Rồi ừ, bây giờ phỏng vấn bầu trời Cali nè. Chừng nào lấy vợ. Cái này là hên xui. Ừ. Này là hên xui. Rồi rồi từ lúc về đây tới giờ, nó không phải từ lúc mà đi qua Boston phải không? Tới về đây là 5 rưỡi không? Yeah. Thì trong cái thời 1 năm rưỡi là có gặp tình yêu mới này kia hoặc là có ai, có giống như là có người khác không á, giống như là mình có một... Thực ra là mình bầu trời Cali không muốn. À không muốn hả? Nhà chưa muốn. Dạ chưa muốn chứ không phải không muốn. Chưa. Tại vì cái tình hình của mình cũng mới quá đúng, rồi, đúng không? Đúng rồi. Chưa sẵn sàng. Dạ. Ừ. Giờ công việc còn ổn định một chút xíu nữa nè. Giờ luôn sao bu vô nữa cái mệt nữa. Đúng rồi. Thì hỏi vậy thôi, hỏi về tình yêu. Chung là đang available. Đang ở không? À không. Nhưng mà thấy ví dụ như là thấy ở mình sướng hơn hay là dạ thoải mái lắm chị. Ừ. Dạ, rất là thoải mái. Mình giờ công việc mình cũng đi lung tung, cũng đi đâu mình đi nó cũng thoải mái nữa. Đúng rồi. Nhưng có một cái thì nó được cái này nó mất cái khác, thì tối mình buồn. Ừ. Nhiều khi tối buồn á, có mình cứ ngồi coi ôm cái tivi coi hoài nó cũng buồn á vậy thôi. Sao anh? Thích sống giống như là tụi em ở mình sướng. Em sống rồi chứ. Ở Việt Nam anh đi vậy thôi. Đi trang bạn bè đông hơn thôi. Đúng rồi. Thì tối về có buồn không? Tối về mình có buồn không? Thì say ngủ mẹ rồi. Nhưng mà tỉnh giờ đâu say được đâu. Tỉnh thì vẫn buồn chứ. Đúng rồi, tỉnh thì buồn. Nhưng mà bây giờ anh về Nam ở anh đâu có say được. Thì tối cũng vậy đó. Mở cái TV lên coi thôi. Mở cái mắt ngủ thôi chứ giờ lại đi rồi. Vậy đúng rồi. Còn trái cái gì YouTube luôn. Bữa nay không mập ha. Dạ yeah, còn chị hơn nhiều chứ. Lúc mà ở trong bệnh viện ốm nhất luôn. Màu xanh. Xanh sao ngay bấm hồng vô nào. Vì hát là lúc đó. Lúc đó là đã đỡ hơn rồi đó đúng không? Còn trước đó nữa kìa. Mà tính vô lúc đó sinh nhật em qua chưa ta? Hình như trước đó không? Chưa. Trước sinh nhật em luôn á hả? Đúng rồi, hình như trước. Nhưng mới vô nằm 1-2 ngày rồi đến Vinh Long cái thăm. Yeah. Ừ. Mới đầu đúng rồi. Bố ổng ghê quá ha. Ừ. Mình chịu nổi ha. Có khóc không? Có khóc không? Mới méo. Mới méo. Mới méo. Giờ bụng có mở luôn rồi đó. Ngon. Ngon lành. Trời ơi, mở phệ bụng luôn á. Lúc đó từ lúc giờ coi lại mấy cái clip mà trong bệnh viện anh ha. Ừ. Anh ốm, sợ luôn ha. Thôi chị, chị làm một clip là sự hồi phục của anh Quang. Ví dụ như chị quay những cái khúc lúc đầu đó, nó ảnh sao. Ừ. Tới giờ ảnh đi tới đi lui vui vẻ lên, nó cũng làm một cái video. Ừ. Nhưng mình lọc lại mấy cái cắt ra, cắt những khúc ra, cắt cái ghép vô và ghép cái hiện tại. Là ảnh ăn ngồi ăn chẳng hạn, rồi ảnh hồng hào đi tới đi lui rồi đó chẳng hạn vậy, rồi khán giả cho coi là mà sự hồi phục của anh Lê Quang có thể bên Việt Nam nó đăng báo rồi không, anh Lê Quang đã hồi phục thì kia ở Mỹ chẳng hạn đó. Ổng còn một cái ca mổ thông mạch máu nữa không, nữa đừng có mổ không. Ở sáng nay bên chỗ Michael Đào nói là có xếp được cái lịch bên Sơn Dương á. Ừ. Nói mình gọi điện qua mình lấy cái hẹn có rồi, lấy rồi. Tháng 4 à, ủa gì ai lấy? Thì Khanh á. Ý là người ta cho mình cái hẹn luôn. Ừ. Người ta cho mình chứ mình đâu có hẹn được. Người ta cho mình cái ngày đó đó. Thông cái mạch máu vào khỏe. Ừ, đỡ lo. Thông xong là cái mạch máu nó thông rồi. Tê chân tay chắc cũng không còn nữa.
giờ anh đang được tê tê nhưng mà tê chân cho tê tê cho tay á, tay một bên đúng không anh, thường nó bị gì đúng không, tê hai bên, tê hai bên luôn, luôn. Mà cái mặt má nó bị còn nặng á. Tôi nhớ cái đợt mà ổng lấy cái chân giả về á, cái mình nghĩ là cái ông mình vô trong cái chỗ mà lấy chân giả, lấy cái ông mà làm việc á, ông mà y tá bác sĩ ở trong đó, ổng cũng đeo cái chân y chang quang luôn, ổng cũng đeo luôn, ổng đi tỉnh bơ mà ổng đi, ổng mình không có biết ổng chân giả cái hụn giữa cái quần ổng lên, trời ơi, cái mình nói, mà đẹp trai mà to cao mà đẹp trai mà nhìn tướng đẹp mà đi bình thường, ổng dở cái quần lên cái thấy trời ơi, ổng cũng cái chân giả mà ổng đi bình thường. Cái lúc đó tự nhiên cái ông quan gái á, hay ta, hay quá, mình nghĩ là mình như là mình cũng chắc mình cũng được giống như ông đó. Xong lúc mình lấy cái chân giả về nha, ổng khen quá trời, ổng trời ơi, như là hi rất là đi rất là tốt, mình đi chưa có khách, quý vị bệnh nhân nào mà đi hay như ổng lúc đầu mà đi vậy, cũng mừng lắm. Về đi được vài bữa cái tự nhiên mới đi được có chút xíu à, là ổng bị tê, cái gửi ra ổng đeo nữa rồi lúc nó rầu rồi nó trời ơi chết rồi, chưa quen sao tự nhiên đang mới mừng đó rồi hết mừng nổi rồi mừng hụt, cái nó chết rồi tiêu rồi, ổng mà bị vậy là sao đi, người ta đi rừng vậy đó, mà ổng mới đi có chút xíu ổng cởi ra ổng nó cũng bị tê, ổng đau rồi tự nhiên thời gian sau cái tụi đi viết cái bây giờ mới mà thấy là quen rồi. Lúc đó rầu dễ sợ luôn, nói mừng đây xong hồi rầu lại, hồi cái bây giờ đã, bởi vì cái gì cũng phải có thời gian, thơ gì lâu rồi đời mình cũng qua gì nó cũng qua hết. Lúc mà nghe tin anh Quang bị về Tuấn hết hồn sốc chứ sao, em lúc đầu em tưởng chắc cái bàn chân không mà yeah. Ai ngờ đâu quất lên tới đây luôn, em đâu có, em hết hồn lúc vô anh Quang đó, chịu gọi hỏi chứ biết chắc thì coi trong clip đó, nó cắt cái chân, cái bàn chân bàn chân bị ngay bàn chân đó tưởng đâu vậy thôi, nhưng mà Mỹ nó đã tính rồi, chắc ngay tới đó đeo chân giả rồi nó mới được. Đúng nó rồi. Mới dễ dàng. Rồi cũng may ấy, tưởng ổng cắt qua cái này luôn tới đây là. Tới đó có người đồn ăn cắt tới háng luôn người đồn ăn cắt tới háng luôn á, đó là tháo khớp luôn. Tháo là tháo luôn trên này luôn vậy, tháo khớp đó, người ta gọi là tháo khớp ghê quá. Bình thường là tháo khớp là có khi tháo trên này đó, rồi có khi lên là lên tháo lên đây luôn, nhưng mà anh Quang thì ở dưới cái đầu gối quá trời may mắn rồi. Tự không thể nào cắt ngay cái này rồi mình đâu có co giãn được. Cắt ở đây làm sao mình đi? Đúng rồi. Cho nên bắt buộc phải cắt ngay đây để mình còn co giãn mình bước chân đó. Nhưng mà trên này mình đâu có bị gì đâu. Khúc này mình bị khúc này thì cắt ở đây thôi, đúng rồi. Nó tính trước thì trừ khi nào nó lan lên tới đây thì mình phải cắt ở đây. Yeah. Mà nó lan lên tới đây là mình phải cắt ở đây luôn. Đúng rồi. Ghê. Mình dừng cũng tưởng tượng được là cắt bằng cái gì ta. Ừ. Đúng rồi, em cũng không hiểu. Lẽ lấy dao nó chặt. Nó bắt cái cưa mà. Em có cái máy cưa. Máy nó cưa. Cưa xong mình cũng đau, ta không có cảm giác gì. Anh không có cảm giác. Anh ngủ rồi. Thì đó, trên lúc quay nè. Rồi, thì mình đứng dậy cái. Bà này bà ấy đưa vô nè. Cái làm cái mình thức dậy cái. Mình còn mơ, lúc là đẩy mình đi còn mơ mơ màng màng nha. Xong mà quay lại đẩy cái về cái chỗ cũ, cái mình giật mình dạy hỏi cái là tao finish chưa đó, mày finish rồi không biết gì luôn. Không biết lúc anh thức dậy nó có đau không? Đau, không có một tí gì, cảm giác gì ghê thiệt ha. Cưa chân Mỹ ghê, là thuốc mê á, thuốc mê, thuốc tê nữa, thuốc mê mình ngủ mất tiêu rồi. Đúng rồi, nhưng đúng mà rồi. Nếu mà tỉnh dậy phải đau chứ đó. Không đau luôn nhưng mà lúc mà hết thuốc mê không đau à, nó là không đau à. Ghê thiệt ha. Không biết mình tới giờ cũng suy nghĩ bữa nào gặp bác dạy hỏi coi là bằng cái gì, chắc cái máy cưa thôi gì đó. Chắc em nghĩ là máy cưa mà dạng mỏng, siêu mỏng mà. Đúng rồi, phải bén. Bén này bán siêu mỏng. Giống như lưỡi lam mà mình cắt cái da của mình á. Làm vào cái rẹt cái là xong rồi. Ghê hả? Hay. Ghê không? Rồi xong nó có may lại nữa chứ. Dạ.
đúng rồi, phải may nữa, nó phải chừa cái khúc da, nó cắt trong đây chừa khúc da xong nó chụp khúc da lại, da nó may đó. Nhưng mà anh thấy nhanh nhưng mà trong là 3 tiếng đồng hồ đó nha, chứ không phải nhanh đâu, như anh nghĩ là thì anh ngủ thức dậy nghỉ mơ màng chưa, ổng nó cũng chưa ngủ nữa là đã xong rồi. Nhưng mà trong khi đó là 3 tiếng đồng hồ đó, là chỉ chờ 3 tiếng đó hả, thì mình phải chạy ở Đức Mẹ cầu nguyện trong cái thời gian ổng mổ luôn, đưa ổng vô phòng chạy đi ra Đức Mẹ Long Bích cầu liền, ứng đó cầu nguyện quá trời luôn. Xong tự nhiên vừa xong cái anh xong rồi alo, mới có 3 tiếng rồi. Ủa? 3 tiếng. Anh chưa có mổ hả? Sao giờ anh gọi em? Nó anh xong rồi. Nó ngủ xong rồi. Trời ơi, công nhận. Lẽ hả? Ổng thấy ổng không biết gì mà. Mày ớn được chưa? Mình nói với mình cầm cục thịt mình chắc mình thấy ổng ớn. Dạ, dạ. Nghĩ tưởng tượng không? Dám tưởng tượng. Tưởng tượng thấy nó nhợn nhợn. Đừng ói ra nha. Nói ăn tô phở. À, nó cưa mình lắm thế. Mình thì biết chắc mình thấy cái máy cưa cây rồi rồi dạ. Chứ máy cưa chân chưa thấy. Không đau nha. Hay. Hay thiệt, phải không nhỉ? Thuốc nó dọc anh thường xuyên, nó giống như là cái thuốc anh uống cũng là thuốc giảm đau nữa. Mỗi lần anh uống thuốc nó có thuốc giảm đau đó, nó làm cho anh đừng bị đau. Đúng rồi. Và chủ sinh đó chẳng hạn vậy. Rồi rồi còn xong không? Xong cái khoảng một mấy khoảng ngày sau cũng nhanh đó. Bác sĩ lành nhanh quá lành rồi nhanh. Luôn thật anh tiểu đường vậy là anh lành nhanh dạ. Quá nhanh. Có cái bữa anh nhớ anh em ngồi vô bệnh viện em đợi anh mà tới từ sáng mà tới chiều luôn không, tới tối luôn không là đem ổng đi rửa vết thương hay đi làm cái gì đó, chụp hình cái gì đó mà hả, lúc nói là có thể là cắt lên tiếp. Trời ơi, cái ngày đó mới ghê á, anh đâu có biết hả? Không, không biết. Trời ơi, vô là cái xong cái bắt đầu vô gặp được ổng có một chút xíu là người ta đẩy ông đi, nói là giờ kiểm tra lại, có thể nếu mà nó chưa có hết là phải cắt tiếp tục lên cao chút nữa. Trời ơi, mình nó chết rồi. Cắt bánh tét để làm thịt giò, thịt giò. Thịt cốt, thịt cốt rồi đó. Rồi mình ngồi mình cầu nguyện đọc kinh từ lúc mà ông đi tới lúc về. Ghê thiệt luôn á. Việt Nam cũng vẫn cắt mà. Thì cũng đi chang em nghĩ. Nhưng mà cái công nghệ máy móc nó có hiện đại bằng hay không? Tối về cuối cùng ta nói là không còn, không cần. Mừng quá. Mừng quá cho mừng luôn. Xong từ từ mà ổng làm nhanh thì cả nhanh luôn. Hay. Ồ, xong cái hình người ta tái khám rồi, ta nói ok, không bị gì hết. Thì bắt đầu may lại luôn, là bữa đó là người ta kiểm tra, nếu mà được là người ta may lại luôn. Còn không á là người ta cắt tiếp á. Cuối cùng nghe tin nói may lại luôn rồi, không bị gì hết. Đừng đem ra chiên nè. Bánh tét chiên. Tưởng cắt em bút nó đem ra chiên. Xong bình phục nhanh quá cho ổng về. Ồ, sợ nhất là cái lúc mà ngày đầu tiên ổng về đây nè, cái ổng đâu có quen. Ổng đi quốc cơ làm sao á. Ổng đi tới cái ghế này ổng ngồi nè, ổng chống đi cái lực cuồng chỏ của ổng lắc luôn, cái hộp á, trời ổng quên, ổng như là ổng còn vẫn còn cảm giác là ổng có cái chân cái ổng mới tới giờ ổng còn rồi, tới giờ ổng cảm giác còn cao khói chân mà vẫn có cảm giác cái chân ở dưới mà ghê ha. Trời ơi, cứ ổng chống nguyên một cái cù lẳng của ổng á, thần kinh mà rớt xuống đất luôn, cái bạc nha, cùi mầm cái đúng nó khóc mà nó khóc mà hả. Thôi sợ thì sợ nó chết rồi, sợ là cái vết thương nó bị đúng rồi bị bắn ra là, bị rách ra rồi. Biết sao may sao không bị hết trơn rồi. Ghê, dễ sợ cái đợt đó không bị hụt quá. Trời ơi, sợ kinh hoàng, thời gian kinh hoàng. chân nào cũng chân vải. Ủa thấy chưa, thấy chân vải thấy rồi đó. Em thấy rồi, thấy clip rồi. Cho Tuấn coi cù lẳng à. Lẳng gì? Cù lẳng. Đó nè. Dạ. Mở lên cho Tuấn nha, coi quay. Đó, thấy chưa? Đeo này đó. Đó. Đeo này vô nè, đeo cái cục này vô nè. Mình đi nó có cấn cái chân anh đau. Nó đau đau phải không nè. Dạ. Có mút trong đây hay gì sao đó vậy? Có cái này nè. Dạ. Xong rồi nó có cái cọng cây vô cái khớp sắt này đó. Dạ. Thì ông đi bóc chút
đó, mấy bữa trước á ổng đeo cái chỗ này nè Tuấn, cái chỗ này nè đó, ở dưới đây nè đó, ổng đi đi sao hồi ổng gãi gãi sao chạy chảy máu, một vết thương luôn, trời ơi, chăm sóc mới xong á, mới lành luôn rồi đó, xức thuốc mỗi ngày luôn á, lành nó mừng muốn chết luôn. Giờ cái vết thương đó mà nếu mà mình bị lên đường á là nó quậy quậy tiếp á, nếu mà mình ăn uống không kỹ mà có cái vết thương đó là nó quậy mình đó, cho nên mà mình ăn uống mà phải control, với lại đường phải không có để cho cao, thì lỡ mình có vết thương á thì nó sẽ không bị quậy. Bị quậy nên mình như cái vết thương cũ của ảnh á là bị tại đường lên á, cho nên vết thương nó nhiễm trùng vô xương là phải cắt cái chân thèm chi, đó là cái lý do đó, đó là cái nguyên nhân. Chứ nếu mà bình thường, nếu mình không có vết thương mà đường mình không lên thì mình sẽ không có bị. Mình sẽ ok. Rồi anh Quang giờ dắt bà ra Mỹ luôn rồi, để chị Thơ đồ chăm sóc rồi cho anh đồ ăn đồ uống rồi, chứ về Việt Nam ăn lung tung xà beng lên là xong luôn. Cũng phải kiểm tra. Việt Nam phải đem mấy sensor về, không biết Việt Nam có bán cái sensor đó không ta? Nghe chưa nghe nói. Còn thì nếu mà không thôi. Nếu mà không có sensor thì thử bằng cái kim. Kim đem thôi. Kim về. Ví dụ đường nó lên rồi mình phải làm gì? Việt Nam có kim đậy. Đường nó lên thì mình ủ muối vô. Dặn xuống lại hả? À? Miếng sao vừa ăn thôi. Chục lon nè. Dặn nó lại, dặn nó lại. Đường lên nguy hiểm mà đường xuống cũng chết. Trời, nó phải nằm cái mức vậy nè. Đường xuống quá cũng hôn mê luôn, đi luôn. Vậy đường lên đỡ hơn. Đó. Đường lên đỡ hơn. Giống huyết áp vậy đó, nó dạng kiểu huyết áp. Nguy hiểm thì xuống, huyết áp xuống là cũng hôn mê đó. Mà đi vậy sướng ha. Đi vậy sướng rồi. Sướng quá trời luôn, đi ngủ đi luôn, không biết gì trơn. Mà người ở lại thì mới khổ, người mà đi thì xuống. Thôi em về, để anh Quang nghỉ ngơi chơi. Okay. Cảm ơn Tuấn ơi. Dạ, không có gì anh. Chúc bà được đá Nhật bay okay. Về nha. Vô okay, em sẽ cố gắng và yên tâm đi. Và ghé vậy làm lại show chứ. Anh em ngồi uống ly rượu đầu năm thôi. Đó, 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 đó. Tết thì không uống, giờ uống nè. Rồi, cảm ơn anh chị. Cảm ơn quý vị khán giả đã xem clip và rất vui anh Lê Quang đã khỏe mạnh trở lại. Hy vọng anh sẽ tung hoành ngược trở lại, trở về. Lợi hại hơn xưa. Cảm ơn Tuấn đã mua phở này kia tới cho cả nhà ăn nha. Cảm ơn nhiều nha, bữa nào tới mua nữa nha. Yeah. Muốn ăn là bất cứ lúc nào anh Quang. Yeah, bye bye mọi người. Rồi, bye bye, see you again. Ra ngoài hút thuốc đi ha. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.